để đi dạo đậm quỷ. Tối nay là đêm quỷ khóc thần kêu, ánh trăng và chiếu chiều quá tình yêu. Chắc tay là đưa em về từ địa cùng đêm trai qua quỷ để đi dạo đậm quỷ. Đêm trai qua quỷ mang thành đường đi sâu bên trong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt với Nguyễn Tiến Chuyển. Đó chính là sinh nhật của Tiến Chuyển. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thay cho lời chúc mừng sinh nhật. Đây chắc chắn là một sinh nhật vô cùng ý nghĩa của bạn. See you.